Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin thời tiết. Những cơn mưa chiều nay tại đồng bằng sông Cửu Long thì liệu có kéo dài không chị Phương Ly? Vâng ạ, khả năng là mưa vẫn còn xuất hiện bất chợt trong buổi tối nay đấy ạ. Bởi lúc này thì mây ẩm vẫn còn che phủ ở hầu khắp thành phố Cần Thơ. Dự báo là mây ẩm sẽ còn gây mưa trong khoảng 1 đến 2 tiếng tới. Và sau khoảng 8 giờ tối thì mưa sẽ ngớt nhanh. Đến nửa đêm thì trời sẽ tạnh ráo và dịu mát, nhiệt độ giảm dần xuống thấp nhất là 26 độ vào sáng sớm mai. Dự báo mưa dông sẽ quay trở lại vào chiều mai khi mà các nguồn ẩm hoạt động mạnh trở lại. Dự báo mưa diễn ra ở hầu khắp các tỉnh thành, ở miền Đông Nam Bộ xuống đến miền Tây Nam Bộ, cục bộ tại Bình Phước, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và tại Cà Mau có thể có mưa vừa mưa to với lượng là trên 50mm. Bên cạnh đó, quý vị cần phải đề phòng với sấm sét cũng như là gió giật mạnh. Gió giật trong cơn dông rất nguy hiểm. Tốc độ gió có thể tăng tốc thổi mạnh lên đến cấp 7, cấp 8 chỉ trong vòng 1 đến 2 phút, lại đổi hướng liên tục, làm dễ quật đổ cây cối và thổi bay biển hiệu mái tôn. Vì vậy, nếu đang đi đường thì quý vị nên dừng lại và tránh trú ở nơi kiên cố, tuyệt đối không đổ xe dưới gốc cây và hạn chế đi lại trên các tuyến đường có nhiều cây xanh. Trước khi chuyển mưa thì miền Tây sáng mai trời vẫn có khoảng nắng, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Cần Thơ, Cao Lãnh, Tân An, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng cũng như là các nơi khác cũng phổ biến trong khoảng là 29 đến 32 độ. Trên thành phố đảo Phú Quốc cũng có nắng gián đoạn trong buổi sáng mai, dự báo nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là 31 độ, đến chiều thì mưa dông sẽ quay trở lại, có thể là mưa nặng hạt kèm theo dông gió mạnh. Chuyển sang thời tiết trên biển, quanh vùng biển Phú Quốc cũng như các quần đảo Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo trong đêm nay và ngày mai cũng cần phải đề phòng với mưa dông dễ kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải.